Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đơn phẩm lập đức. Vạn Phật hành ngày 10 tháng 10 năm 1982. Người học Phật cần phải làm cho Phật giáo ngày một phát triển sáng lạng, đừng để Phật giáo ngày một suy thoái. Làm thế nào để càng ngày càng phát triển sáng lạng? Đầu tiên phải bồi dưỡng phẩm cách cho ưu tú, lấy đó làm nền tảng tốt. Khi có nền móng vững vàng thì tòa lâu đài xây lên không thể sụp đổ, không thể xây một tòa cao ốc từ một nền móng không kiên cố được. Trên phương diện tu hành thì cần phải có căn bản vững vàng, trước tiên cần phải đôn phẩm lập đức. Thế nào gọi là đôn phẩm? Tức là làm cho phẩm hạnh được đôn hậu. Thế nào là đôn hậu? Tức là tính tình đừng có khắc nghiệt, đừng có nhỏ nhen, đừng có hiểm trá quanh co. Nói một cách khác thì tâm lượng phải rộng lớn như hư không, bao trùm cả pháp giới, không có gì mà không bao phủ hay không dung nạp được. Các vị thử nghĩ coi, hư không nào phải chỉ dung nạp những thứ tốt đẹp thôi, nó sẵn sàng bao nạp cả khí ô nhiễm bẩn nhơ. Chúng ta cũng vậy, mình phải có tâm lượng rộng lớn, dung nạp mọi thứ trong hằng hà sa số thế giới. Nào là tam giáo, nào là cửu lưu, tất cả mọi hình sắc vạn vật tốt xấu, thiện ác đều phải dung nạp hết. Đó chính là làm cho phẩm hạnh đôn hậu, là bồi đắp cho đức hạnh của chính mình. Mình cần phải nhún nhường mà tiếp đãi người khác, luôn luôn nhận rằng mình có lỗi lầm và tiếp thọ sự khuyến khích, chỉ bày của kẻ khác. Lúc nào cũng tìm cách sửa đổi cho tốt hơn, đừng nên chấp ngã, đừng nên có ngã tướng, không nên coi cái tôi này là to lớn. Quan trọng, đó chính là đôn phẩm lập đức, làm cho cái nền tảng của bản thân được vững vàng. Nếu làm được vậy thì nhất định Phật giáo sẽ phát triển sáng lạng. Ha ha ha,